Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Quý khách muốn xem thêm sản phẩm, quý khách hãy tìm kiếm kênh Đồ gỗ Hiền Lành ở trên YouTube. Thì quý khách hãy nhấn vào cái nút đăng ký màu đỏ để ủng hộ cơ sở ngày càng lớn mạnh và sau khi quý khách đăng ký, quý khách hãy mở nút chuông thông báo để nhận các cái thông báo mới nhất từ kênh YouTube. Vào hôm nay ngày mùng 1 tháng 2 năm 2021, cơ sở đồ gỗ đồ thời lành tiếp tục làm video clip chia sẻ tới quý khách hàng về quy trình đó là phủ bóng các cái chữ vàng. Toàn bộ các cái mặt chữ nho đã được ở thiếp vàng Đài Loan và đây là công đoạn cuối cùng, công đoạn phủ bóng và phủ bóng bằng chất liệu gì thì cơ sở cũng uh, chia sẻ luôn tới uh, tất cả quý khách hàng đang theo dõi các cái chuỗi video đồ thờ cúng tâm linh và đặc biệt là về các cái chữ hán nôm phụ đề cũng như là các cái bản chữ thư pháp trên uh, hoành phi câu đối thì toàn bộ nước phủ bóng là cơ sở dùng toàn bộ bằng sơn nhật và sơn nhật đang có cái giá thành bán đắt nhất hiện nay và chỉ có tại làng nghề trên thị trường thì đa số dùng đó là Hakowa thì nó không được bóng bằng mà chúng tôi đã thử rất nhiều loại sơn thì sơn nhật phủ bóng chữ vàng là đẹp nhất và về vàng ta thì chúng ta không cần phủ bóng chỉ có vàng công nghiệp thì chúng ta mới cần phủ bóng để lưu ý cho quý vị và các bạn và gần đây cơ sở đồ gỗ đồ thầy lanh nhận được rất nhiều các cái phản hồi từ phía khách hàng rất nhiều khách hàng mua hoành phi câu đối hàng trôi nổi trên thị trường đã bị rất nhiều lỗi đó là như nhầm chữ nho hay là đặt chữ nho không đúng hay là đặt phụ đề không đúng cho các cái bản chữ hán nôm và không tuân thủ nguyên tắc trong video clip này tôi cũng chia sẻ luôn để cho quý khách hàng được yên tâm hơn khi mua hàng cũng như mua đặt hàng ở các cơ sở khác mà không phải cơ sở đồ gỗ đồ thời hành lanh thì chúng tôi cũng tư vấn cho quý khách hàng về nguyên tắc tuân thủ của bản chữ nho chữ hán nôm đó là đọc từ phải sang trái và từ trên xuống dưới trên hình các bạn đang xem đây là đôi câu đối có kích thước dài một m năm và rộng 28 mươi dày bốn phân vế phải đó là đức thừa tiên tổ tiên yên tịnh còn vế trái đó là phúc ấm nhi tôn bách thế vinh chúng tôi đang kê cạnh nhau để cho quý vị dễ hình dung hơn và bức hoành phi được chạm ba chữ đức lưu quang thì chúng ta sẽ đọc từ bên phải sang còn nếu là chữ thư pháp thì chúng ta sẽ đặt từ trái sang trên mình các bạn đang xem đây là một bộ hoành phi câu đối bằng chất liệu gỗ rổi ta được phun sơn pu màu cánh rán nhạt theo yêu cầu của gia đình khách hàng và trong video này tôi giới thiệu và cũng tư vấn tới quý khách hàng đã bị nhầm về các cái chữ nho cũng như các cái lỗi đặt chữ không đúng quy cách để quý vị có thể hình dung được vế phải là đức thừa tiên tổ tiên niên thịnh vế trái là phúc ấm nhi tôn bách thế vinh như trên hình các bạn đang xem và bức ở giữa là bức hoành phi được chạm ba chữ đức lưu quang đọc từ bên phải sang và ý nghĩa của nó đó là những người tổ tiên có cái đức độ được tỏa sáng thì sẽ lưu truyền mãi về sau này cho con cháu toàn bộ các mặt chữ được thép vàng Đài Loan, thép vàng công nghiệp, lá vàng vuông vuông 9 cm, còn nếu như vàng ta thì lá vàng chỉ vuông 3 cm. Trong các video trước tôi đã giới thiệu rất nhiều. Gần đây tôi đã nhận được các cái đơn phản hồi từ khách hàng Bắc Ninh, Phú Thọ đã đặt hàng tại một số cửa hàng trôi nổi không rõ nguồn gốc. Họ đã đặt chữ ẩm hà tư nguyên, đã đặt sai. Các cơ sở đó đã tính từ bên trái sang thì hoàn toàn sai với quy tắc. Và khi người khác nhìn vào, họ sẽ đánh giá được cơ sở đấy là làm hàng rất là ẩu. Thì quý khách lưu ý. Quý khách lưu ý khi cả đặt hàng online, quý khách hãy xem kỹ các video clip của chúng tôi, nếu như quý khách muốn đặt hàng online không cần về cơ sở. Quý khách hãy xem kỹ và chụp hình gửi qua Zalo 0986883349 hoặc 0985226684. Chúng tôi sẽ tư vấn cụ thể và báo giá kích thước bộ sản phẩm mà quý vị đang xem. Trong video trước tôi giới thiệu rất kỹ bộ rát vàng ta cho anh Hưng ở Hải Hậu, bộ hoành phi câu đối bán chạy nhất năm 2020 và sang năm 2021 thì chúng tôi cũng hy vọng rằng cái mẫu đó nó sẽ được cải thiện hơn và cũng như là bán chạy hơn nữa gấp 5 10 lần so với năm 2020 để đáp ứng cái nhu cầu khách hàng ngày càng cao khi sử dụng các cái bộ sản phẩm hoành vi câu đối bằng gỗ chữ dát vàng 49 hay còn gọi vàng 24k bộ hoành phi câu đối này toàn bộ nền là chặt gấm gấm chữ thập và bức hoành phi thì xung quanh có các cái chữ công chạy xung quanh toàn bộ ván dày 3 phân và câu đối là dày 4 phân khuôn tranh của bức hoành phi là dày 7 phân to 10 phân dài 1m55 rộng 61 để cho quý khách có thể biết được và tham khảo. Tôi sẽ nhắc lại một lần nữa quy tắc đọc chữ nho, đó là từ phải sang trái và từ trên xuống dưới. Quý khách lưu ý khi chúng ta đi đặt hàng. Cảm ơn tất cả quý khách hàng đã xem và theo dõi các cái video clip của chúng tôi. Và hẹn gặp lại quý khách trong các cái video tiếp theo. Thì chúng tôi sẽ cập nhật cập nhật các cái sản phẩm mới hơn nữa và nhiều quy trình hơn nữa hẹn gặp lại quý các bạn trong các